Đến với World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ có mục tiêu chung là giành điểm số hay ghi một bàn thắng vào lưới các đối thủ. Đó còn là cơ hội để những cô gái của chúng ta có thể chơi hết khả năng để phấn đấu vì tương lai. Chúng ta đang nhắc đến câu chuyện xuất ngoại, bởi chưa bao giờ các thủ nữ lại có cơ hội tốt như vậy khi các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup nữ, cũng là thời điểm tất cả những tuyển trạch viên đều đổ dồn sự chú ý vào những màn trình diễn của từng cô gái. Lợi thế với đội tuyển nữ Việt Nam khi Huỳnh Như đã đi những bước đầu khai hoang và tạo ra những dấu ấn nhất định. Sự thành công của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở thành động lực để những người đồng đội của cô có thể mạnh dạn chuyển hướng sự nghiệp để vươn tới những thử thách chưa từng có. Dù cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã để thua cả 3 trận đấu tại World Cup, nhưng nó lại không có nghĩa là niềm hy vọng đã dập tắt. Trái lại, những màn trình diễn của một vài cầu thủ có thể lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên và tạo ra cơ hội để thi đấu ở nước ngoài. Dưới đây là một trong số những cái tên có thể tiếp bước Huỳnh Như xuất ngoại. Nếu để kể ra gương mặt ấn tượng nhất trong hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup, Kim Thành chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Thủ môn nữ của đại diện Đông Nam Á lập tức được nhắc tên ngay ở trận đấu đầu tiên với tình huống cản phá thành công phạt đền của Alex Morgan. Chia sẻ về tình huống đó, Kim Thành cho biết cô đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng bằng việc theo dõi các băng hình của Alex Morgan. Nhận thấy tiền đạo đội tuyển nữ Mỹ thường xuyên dứt điểm về góc phải, Kim Thành đã lựa chọn đúng hướng và giúp cô có được khoảnh khắc lịch sử. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đã gây ấn tượng với những người theo dõi và cả những tuyển trạch viên nếu họ đang đi tìm kiếm một thủ môn. Chưa dừng lại ở đó, Kim Thành còn có tới 5 tình huống cứu thua trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Cô được ca ngợi như người hùng khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thua 3 bàn trước nhà đương kim vô địch. Sự chắc chắn của Kim Thành tiếp tục được thể hiện trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trong một thế trận mà đội tuyển nữ Việt Nam phải hứng chịu rất nhiều những tình huống hãm thành từ đối thủ. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 đã có tới 7 tình huống cứu thua để giúp cho đại diện của Đông Nam Á chỉ để thủng lưới 2 bàn. WhoScore, chuyên trang thống kê và chấm điểm đã lựa chọn Kim Thành vào đội hình xuất sắc nhất vòng bảng thứ 2 World Cup. Sau 3 trận, đội tuyển nữ Việt Nam phải hứng chịu đến 96 tình huống dứt điểm của các đối thủ, chỉ 1/8 trong số đó trở thành những bàn thắng. Thống kê ấy cho thấy khả năng của Kim Thành và cô đã rực sáng ở sân khấu lớn nhất của bóng đá nữ. Điều đáng nói, Kim Thành đã duy trì phong độ xuất sắc trong một thời gian dài, từ Asian Cup 2022, SEA Games 32 và giờ là World Cup. Nếu bạn còn nhớ thì Kim Thành đã đóng góp rất lớn vào tấm vé lịch sử dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Tại Asian Cup 2022, giải đấu mà những cô gái vàng của chúng ta dù không tiến sâu nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ săn vé dự World Cup. Kim Thành là một trong số những cái tên chơi nổi bật nhất. Theo thống kê của ban tổ chức, thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đã đóng góp nhiều pha cứu thua nhất với 27 lần ngăn cản những cú dứt điểm từ chân của đối thủ. Điểm mạnh của Kim Thành chính là những tình huống phản xạ và sự dũng cảm trong từng pha cản phá. Tuy nhiên, điểm yếu của cô lại nằm ở chiều cao hạn chế. Với chiều cao chỉ 1m65, Kim Thành cũng không sở hữu sải tay quá dài. Bạn đã thấy những đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên treo bóng bổng vào khung thành để tận dụng lợi thế về thể hình và đè mặt hàng thủ. Rất khó để đổ lỗi cho Kim Thành trong những bàn thua, đặc biệt là những bàn thua từ bóng bổng. Nó chỉ ra một điều, nếu có thể chọn lựa một bến đỗ trong tương lai, thủ thành này có thể đến những nền bóng đá mạnh trong châu lục như Trung Quốc hay Nhật Bản. Tại đây cô có thể trau dồi kinh nghiệm được nhiều hơn trước những đối thủ không thua thiệt quá nhiều về mặt thể hình và thể lực. Chưa cần đến World Cup, Thanh Nhã đã là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông. Càng tuyệt vời hơn nữa khi cô gái này tạo ra những dấu ấn đáng kể ở những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup. Đó là cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Đức, nơi Thanh Nhã một mình bứt tốc ở phút 90 vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối thủ và ghi bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Đáng tiếc là ở World Cup vừa rồi, Thanh Nhã đã không thể thi đấu trọn vẹn tất cả những trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở trận giao quân, nữ tiền vệ này đã bị ốm nên không thể được điền tên vào đội hình thi đấu. Trong hai trận đấu còn lại, cầu thủ sinh năm 2001 lại không thể hiện được như kỳ vọng, phần vì những đối thủ như Bồ Đào Nha hay Hà Lan khi vào giải đã chơi thực sự nghiêm túc, khiến Thanh Nhã không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, cô vẫn có những đóng góp nhất định vào lối chơi chung và để lại một số tình huống đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là tình huống ở đầu trận gặp Hà Lan. Số 19 thả bóng thuận lợi cho Bích Thủy xâm nhập vòng cấm, nhưng rất tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xa ngang. Đây cũng được xem là tình huống nguy hiểm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Dù vậy, những gì Thanh Nhã đã thể hiện vẫn cho thấy cô rất giàu tiềm năng. Điều ấy có lợi cho chính sự nghiệp của Thanh Nhã sau này và có thể giúp con đường ra nước ngoài thi đấu của cô trở nên rộng mở hơn. Vì vậy, ngay từ trước khi World Cup nữ khởi tranh, đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến các đội bóng nước ngoài muốn hỏi mua số 19. Đầu tiên là một câu lạc bộ tại Pháp hiện đang chơi giải đấu cao nhất có tên là Division 1 Féminine.
Những thông tin được đồn đoán là một đội bóng vừa trụ hạng thành công sau mùa giải vừa rồi sẵn sàng thuê nhà môi giới đàm phán lại hợp đồng của Thanh Nhã với đội bóng chủ quản. Không chỉ có các đội bóng tại châu Âu, mới đây nhất một câu lạc bộ ở Thái Lan được cho là đang nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của chân sút mới 21 tuổi. Có lẽ các câu lạc bộ vẫn còn đang bận theo dõi World Cup để có thêm thật nhiều ứng viên khác trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng với những phẩm chất mà Thanh Nhã đã thể hiện thì việc cô có thể tiếp bước Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu là chuyện sớm muộn. Vấn đề là Thanh Nhã sẽ lựa chọn bến đỗ nào, châu Á hay châu Âu để từ đó có thể biến tiềm năng trở thành khả năng mà thôi. Nhắc đến đội tuyển nữ Việt Nam, nhiều người hâm mộ sẽ chỉ nhớ đến những Huỳnh Như, Thanh Nhã, Trương Thị Kiều. Họ là những gương mặt nổi bật nhất và thu hút nhiều bài viết nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thùy Trang cũng có tầm quan trọng không hề thua kém so với những người đồng đội ở trên tuyển. Trước khi World Cup nữ khởi tranh, trang chủ của FIFA đã có bài viết ca ngợi tiền vệ 34 tuổi. Những nhận định của FIFA cho rằng Thùy Trang có kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, là người truyền cảm hứng trong các trận đấu và luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ với những người đồng đội xung quanh. Sự xuất hiện của cô ở World Cup nữ 2023 có thể sẽ là chìa khóa để giúp đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát thế trận và giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Chừng ấy, những thông tin cũng đủ để phác họa nên một tiền vệ với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, với tinh thần quyết tâm cao nhất và sức chiến đấu mãnh liệt nhất trong từng trận đấu. Đáng tiếc là ở World Cup nữ vừa qua, Thùy Trang không được huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng quá nhiều, hay chính xác hơn là Thùy Trang không được ra sân thi đấu ở cả 3 trận đấu. Đó có thể là do yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng với Thùy Trang, chưa cần đến màn trình diễn ở World Cup, cô đã nhận được lời đề nghị từ một câu lạc bộ nước ngoài. Đó không phải một đội bóng xa lạ mà chính là Lang FC, câu lạc bộ mà Huỳnh Như đang khoác áo. Thùy Trang đã từng chia sẻ điều này trên trang cá nhân khi cô cho biết mình đã nhận được lời mời từ đội bóng Bồ Đào Nha. Dù vậy, tiền vệ này vẫn chưa đưa ra quyết định vì cô e ngại mình đã lớn tuổi, không theo được một giải đấu có trình độ cao như giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Như vậy, Lang FC đã theo bước Thùy Trang từ trước khi World Cup bắt đầu, hoặc họ cũng đã có những tham vấn nào đó từ Huỳnh Như về việc liệu có nên chiêu mộ tiền vệ này hay không. Dù sao đi chăng nữa, lựa chọn vẫn là của tiền vệ mang áo số 8. Lang FC tương đối phù hợp vì họ vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm. Nếu sang đây thi đấu, có lẽ cô cũng không gặp cú sốc văn hóa với những người đồng đội tại đây đã đón nhận Huỳnh Như thật nhiệt tình. Thùy Trang có thể lựa chọn gắn bó trong vòng một năm chẳng hạn, trước khi tính đến chuyện trở về quê hương thi đấu. Trên đây là 3 trong số những cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam có thể thi đấu ở nước ngoài sau World Cup. Ngoài ra, những cái tên khác như trung vệ Diễm My, tiền vệ Dương Thị Vân cũng hoàn toàn có thể được các đội bóng từ nước ngoài ngỏ lời. Lựa chọn là của họ, và nếu được ra nước ngoài chơi bóng, đó sẽ là trải nghiệm thật tuyệt vời và càng giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.